này là người thích ăn mỡ, người thích ăn nạc. À, đây ạ. Đây là thích ăn mỡ. Vâng, cái này nó mỡ hơn một tí, ăn nó béo hơn đúng không ạ? Ai ăn nạc thì mình thấy nạc, ai ăn mỡ thì mình thấy nạc. Đúng rồi. Cái này là theo sở thích của khách hàng theo các bạn nhé. Khách, theo yêu cầu của khách. Vâng, khách đòi ăn từ một chút mỡ thì mình dùng cái ba chỉ nó mỡ hơn đúng không cô? Nhìn rất là ngon nhá, ba chỉ. Ăn thì ăn nó phải có một tí mỡ mỡ, ăn nó mới béo. Còn đây các bạn nhìn thấy, đây là những cái miếng thịt chó hấp của cô làm này. Cuộn cái dây này, sau đó cho lên hấp, nhìn rất là ngon. Con đến. Đây, hai bát 40.000 của mình nhá. Chỗ kia vẫn là một không gian làm việc của cô này. Một cái là sắp bún này, một cái là nước canh. Còn ai ăn nhiều hơn là mình gọi thêm. Tự từng cô làm. Đấy, đem một suất là 100.000 nhé, cho ra bàn. Hôm nay mình đưa các bạn đi ăn món thịt chó. Như các bạn biết ý, thì gần như là khá là lâu rồi mình mới đưa các bạn đi thưởng thức món thịt chó này. Cũng như thường lệ đó là một cái bát thịt chó mình hay ăn, đó là bát thịt chó đặc biệt là 40.000, gồm có rất là nhiều thứ như các bạn nhìn thấy nhá. Ở đây đó là đây thịt chó hấp này, đây là rượu mận này, cũng như là dồi. Đấy, bên dưới nữa là măng này. Đồ ăn kèm ở đây mình giới thiệu lại một tí. Ở đây có thêm chút chanh, chút ớt, rau này, mắm tôm, anh em có thể ăn. Bên này có cả măng ớt này. Đấy, bây giờ mời các bạn của mình thưởng thức bát này nhá. Tiên thì ăn những cái loại bún này thì mình sẽ phải gắp cho một ít chanh vào các bạn nhá. Đây, vì nó khá là béo, nước này các bạn nhìn thấy không, cái nước rất là béo luôn. Sau đấy sẽ cho một chút lát ớt cho nó hơi có vị cay một tí. Đấy, mình không ăn được nhiều nên mình cho một chút thôi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức nhá, trộn đều một tí thôi. Trộn nhiều quá nhìn bát bún nó không bắt mắt lắm. Đây, đầu tiên xem các bạn nhìn thấy cho mình đó đây, miếng thịt chó hấp của quán cô. Đấy, nhìn đây nó không phải là cái miếng thịt chó ba chỉ các bạn nhé. Cái này là khả năng là cô sẽ lấy cho mình cái miếng thịt nạc. Thì đây này, nó sẽ có một chút mỡ đúng không? Cái này chắc là vai đúng không? Vai chó. Đấy nha, mời các bạn nhé. Cái thịt chó hấp của cô ăn rất là ngọt luôn, mềm, ngon. Ăn miếng dồi đi. Dồi ở đây thì cũng là cái dồi trao các bạn nhé. Đây này, dồi trao. Trao khá là vàng đấy. Ăn mắm tôm.
Trái dâu chao ăn rất là ngon các bạn, đặc biệt là khô chao rất là vừa phải, ăn bên trong còn rất là mềm, còn cái bên cái lòng bên ngoài của con chó ăn nó có cái vị giòn giòn một chút. Còn đây là cái rượu mặn. Nếu các bạn là không gọi thịt bát bún thịt chó đặc biệt như anh em mình thì các bạn đến đây các bạn gọi bún thịt chó ấy, thì cô sẽ cho các bạn cái bún là cái bát thịt chó rượu mặn này thôi. Thì như bát này bao tiền anh nhỉ, 30 hay 35 nhỉ? Đây bát 40. Không, bát rượu mặn riêng 30 hay 35 nhỉ? 30 các bạn nhá, bát rượu mặn không là 30.000. Đấy, đấy là tùy anh em nhá. Nhưng mà nếu anh em thích ăn bát như giống như anh em mình ấy, thì các bạn phải gọi thập cẩm hoặc là đặc biệt chứ. Thập cẩm cũng được, chắc là không thế. Đây, làm miếng rượu mặn xem. Số tiền nó tốt nhất 40-50.000 thì được. Rất là thơm và rất là ngọt các bạn nhé. Đặc biệt mình ngửi thấy rất cô cho và ướp vào cái rượu mận này rất là nhiều giềng luôn, cơm nước một giềng. Và cô xào cái rượu mận ninh nó rất là vừa phải các bạn nhé. À, mình ăn mình vẫn thấy có cái vị dai, vẫn còn có cái vị dai, nó không phải quá mềm, ăn nó vẫn rất là ngọt. Đây bún đây. Anh em biết không, đây bún này là cái loại bún nhỏ. Mình cũng rất là thích ăn bún nhỏ vì tại sao, vì nó ngấm vào cái nước gia vị này, nước dùng đấy thì nó ngon hơn. Đấy, làm miếng bún rồi gắp miếng thịt chó nhá. Đây tuyệt vời. Ngon.